Ủa em mới kéo quần lên hay gì vậy? Em bị tụt quần. Em bị tụt quần. Vậy tôi lấy lẹ. Dạ, nhảy lẹ mình còn chơi tiếp kiếm tiền nè. Ê! Nhảy lẹ mình còn chơi tiếp kiếm tiền nè. Ê! Anh rất yêu thương á, và anh Hùng nói nhiều rồi. Anh nghĩ là Huy yêu thương anh, nên Huy sẽ Hùng nói giống như anh. Anh đang không thể thở, làm sao đi quên khi đèn điện thoại và thời gian vẫn còn đang mở. Yêu quá nhiều con lời vẫn là sai, yêu thương khi cái giờ vội nhập vai. Và sau em là ai, về đâu tôi bỏ vai khi mà đôi bàn chân vô định không dừng lại. Nhưng khi ở nhà thì bậc thầy của chơi game nhỏ bắt đầu. Xin trân trọng thông báo cho em một tin buồn. Đó là cả hai thằng nam này đều không biết bài này. Mình khóc hay đang cười đây, chẳng tin em là đây. Cô đi nhắc cái gì? Em nhắc là con gì bị nấu chín thì cũng chín hết mấy cái đó. Chính xác. Em cứ tưởng tượng trong đầu là chín mắt chín đầu chín mũi chín đuôi. Chị cứ càng đọc em càng tưởng tượng ra thế. Rồi. Khổ ghê. Vậy là câu trả lời này là đã sai và mời em. Cố tình đó. Chị thấy không có một sự cố tình nào ở đây hết, một cái sự hoang mang của bạn ấy không biết câu trả lời chứ không phải sự cố tình. Ê, bị kẹt rồi. Trời ơi, cẩn thận tụt quần. Ông kéo cái quần ông lên. Ủa em mới kéo quần lên hay gì vậy? Em bị tụt quần. Em bị tụt quần. 5 giây quan sát. Thời gian 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Cô đi ạ. Biết mỗi bài này thôi đó các bạn à. Hãy kể tên 3 bài hát là nhạc phim. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Thanh Minh Quỳnh. Có chàng... Bài từ đó tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, bài đó hát làm sao ta? Có ai nhớ không? Và hôn tôi từ đó là khúc ca vàng trong. Vậy là còn cái bài mà chàng trai viết lên cây trong cùng một cái bộ phim luôn đó. Thuộc không? Có chàng trai viết lên cây. Tình yêu thương cô gái đây, nỗi tình như gió như mây. Okay. Em không thuộc một bài nào luôn, mà em lại trả lời đúng. Em chỉ biết, em chỉ nghe tên thôi, em nghe mọi người nói thôi. Chúng ta có một chút sự trợ giúp của em. Rồi cái bài từ đó là trong phim nào? Phim nào? Trong phim chung với lại có chàng trai viết lên cây luôn đúng không? Ừ, nhưng mà tên phim là gì? Tên phim là... cái gì? Cái gì đó chứ? Cái gì? Lan Dịch Điệp. Lan Dịch Điệp. Lan Dịch Điệp. Lan Dịch Điệp à? Lan và ngạn. Ngạn và Hà Lan, ok. Xin lỗi. Thánh Tài Đồng Đội.
Chúc mừng tụi em, một câu trả lời chính xác nhưng mà đã trễ giờ rồi. Nhưng mời em nhảy thôi. Ờ thật đó hả? Ờ đúng rồi mà. Hồi nãy chị nói sao? Chị nói là mình trả lời trong vòng 10 giây suy nghĩ. Còn cái này là 10 giây kết thúc rồi tụi em mới trả lời. Câu trả lời của tụi em là đúng, nhưng mà trả lời lại bị sai luật. Hồi nãy anh trả lời lúc trong giờ là trả lời đèn cầy chứ không phải là nhang. Hết giờ anh mới trả lời nhang. Nhảy đi em ơi, tèn 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 tèn. Em mời cho hai anh vệ sĩ ạ. Này là thôi tự giác luôn đi. Tự giác hay là muốn mời vệ sĩ nào? Không à. Mạnh mẽ lên Huy. Cái gì vậy? Cái nhảy gì đi. Vậy? Em nhảy rồi đấy. Cái gì vậy trời? Thôi lẹ. Lẹ nhắc đi. Lẹ đi. Trời cảm giác vô mốt lắm em. Lẹ đi, thử đi. Nhảy xuống cái bụng luôn. Đàn ông à. Cái này là bước xuống rồi, em phải nhảy xuống luôn. Nhảy xuống lẹ. Dạ, nhảy lẹ mình còn chơi tiếp kiếm tiền nè. Ơi, nhảy lẹ mình còn chơi tiếp kiếm tiền nè. Ơi. Đi đây. Tí nữa anh cứ đợi đấy, chiều nữa em sẽ đẩy anh. Tại vì á, mình cũng mới vừa được tặng một đôi giày Nike Air Paranoid 2.0 mới của GD sản xuất. Rồi thì sao? Kết hợp với Nike. Anh rất là yêu thương nó và anh hùng nó nhiều rồi. Anh nghĩ là Huy yêu thương anh cho nên Huy cũng sẽ hùng nó giống như anh. Nè, không mừng kỳ kỹ ở chừng lấy thấy miếng đụng giày. Không mừng kỳ kỹ ở chừng lấy thấy miếng đụng giày. Thôi cái đó thì bẩn lắm. Cái chỗ này á là bề mặt tiếp xúc với những cái thứ bẩn rồi. Có cái chỗ hoa cúc nè đó. Bây giờ anh cũng hâm mộ anh GD. Thì anh mong Huy cũng hâm mộ anh ấy bằng cách hung vào cái hoa cúc. Hung vào cái hoa cúc. Về nhà là khỏi còn hoa cúc nha. Thành hoa khác nha. Quay ra cho mọi người thấy không có đúng cái hoa cúc chứ lỡ không trúng chỗ khác nó không lại rồi à. Xin bắt đầu chưa? Rồi. Không đi. Không phỉ báng đâu vậy người ta luôn chứ. Nghe không? Muốn em hôn lại không? Hôn lại cho, hôn lại cho. Rồi. Rồi. Muốn chọn người vợ, mẫu người vợ mà anh muốn chọn người vợ. Anh muốn biết nữa. Tại vì anh thương, kéo qua nhà mối tình. Anh cảm thấy cái cuộc đời nó đáng sợ lắm mọi người. Thì đáng quá hả? Mình phải kiểu phải có thời gian trải nghiệm với nhau thì mình biết người ta như thế nào. Chứ bây giờ mình mới nhìn thấy người ta kiểu hàm nhái mà mình muốn người ta làm vợ thì cái đó mình không phải trong quan niệm. Không, 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 mình không phải kiểu như thế. Không, không, dễ. Mình không biết thế. À, là ý anh nói anh biến thái. Hả? Nói gì? À, đừng có đâu, không gì đâu. Anh nói anh không có biến thái. Xin mời em. Chị không cần mời đâu chị ạ. Tự nguyện luôn hả? Một cái rất là nhẹ nhàng luôn á. Thôi ở dưới luôn, ở dưới chơi em đi. Ở dưới luôn, ở dưới chơi em đi. Xung quanh anh toàn là nước ê. Ở dưới nước anh toàn là cá cha ê. 3 triệu năm ê. Đi lên đi, không là cá cha cắn đó ê.